Nhận định bóng đá Việt Nam với Ả Rập Xê Út vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng có điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út lúc 19 giờ tối nay 16 tháng 11. Cuộc đời làm bóng đá chưa bao giờ kiếm một điểm với tôi lại khó khăn đến thế. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ sau trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở lượt 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đang nếm trải sự khắc nghiệt trước ngưỡng cửa World Cup khi liên tục vấp ngã trước những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, thay vì thua đậm như trong quá khứ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi rất tiến bộ, thu hẹp đáng kể khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu. Bài học kinh nghiệm tích lũy ở lượt đi sẽ được tuyển Việt Nam vận dụng ở những màn tái đấu lượt về. Bắt đầu với cuộc so tài với Ả Rập Xê Út tối nay 16 tháng 11. Sức mạnh của Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên Hiva Renard đón tin vui trước trận gặp tuyển Việt Nam khi ông lọt vào danh sách đề cử của IFFHS, Tổ chức thống kê lịch sử bóng đá thế giới cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nhà cầm quân người Pháp khi ông đang cùng Ả Rập Xê Út có 11 trận bất bại. Ở vòng loại thứ 3, khi Nhật Bản, Australia đều có những bước sẩy chân, Ả Rập Xê Út vẫn đang băng băng về đích. Với 13 điểm ở lượt đi, chim ưng xanh chỉ cần thêm 7 điểm lượt về để san bằng con số 20 điểm, thành tích từng giúp Nhật Bản xếp nhất ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Renan sẽ hướng tới mục tiêu còn lớn hơn thế. Ả Rập Xê Út cần tích lũy thêm điểm số để phòng đà vươn lên của các đối thủ cạnh tranh ở giai đoạn nước rút. Thực lực, đẳng cấp và kinh nghiệm hoàn toàn cho phép chim ưng xanh đạt mục tiêu. Ả Rập Xê Út đã phô diễn sức mạnh của một trong những ngọn núi cao nhất châu Á trước Việt Nam ở trận lượt đi. Dù thủng lưới sớm bởi pha lập công của Nguyễn Quang Hải, song đội bóng Tây Á bình tĩnh kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công để 3 lần làm rung lưới của Bùi Tấn Trường trong hiệp 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định: "Chúng tôi gặp các đội bóng đều rất mạnh. Đội tuyển Việt Nam là đội yếu, nhưng không thể phòng ngự mãi được. Chúng tôi cũng phải tấn công và khi gặp các đối thủ mạnh thì hàng phòng ngự cũng phải sập thôi. Gặp những đội bóng có năng lực cá nhân nổi trội, việc giữ sạch lưới là không thể." Sự sụp đổ mà huấn luyện viên người Hàn Quốc đề cập đã xảy ra ở trận gặp Ả Rập Xê Út khi những miếng đánh kỹ thuật bài bản ở không gian hẹp của Salman Al-Fazai cùng đồng đội hóa giải hoàn toàn hệ thống phòng ngự 9 người cho tuyển Việt Nam dang ra. Dù vậy, điểm mạnh nhất trong cách chơi của chim ưng xanh còn là sự thực dụng. Ả Rập Xê Út không còn chơi tùy hứng mà biết cách điều tiết trận đấu, chơi thực dụng toan tính khi cần. 3 chiến thắng tối thiểu trước Nhật Bản, Oman, Trung Quốc cùng 1 điểm trên sân Australia cho thấy điều đó. Cơ hội của tuyển Việt Nam. Nhưng cơ hội có điểm của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận này không hề thấp. Trước hết, lợi thế sân nhà sẽ giúp ích cho đội tuyển quốc gia bởi khi được chơi ở Mỹ Đình, chưa bao giờ tuyển Việt Nam thủng lưới quá một bàn suốt 3 năm qua. Australia và Nhật Bản dẫu hùng mạnh nhưng chỉ làm rung mảnh lưới Việt Nam một lần ở hai lượt đấu vừa qua. Đội bóng áo đỏ được tiếp thêm sự tự tin trên mặt sân quen thuộc, đồng thời tiến bộ dần qua từng trận đấu. Hiệp 2 trận gặp Nhật Bản, tuyển Việt Nam đã vùng lên, tổ chức lối chơi và lên bóng tương đối mạch lạc khiến đối thủ vất vả chống đỡ. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi thấy chúng ta thua 5 trận, nhưng từ trận thứ 2 và 3 trở đi, lối chơi của tuyển Việt Nam có sự tiến bộ. Khi tấn công, cách triển khai của đội đã rõ ràng và tốt hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Với riêng Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam còn có bài học để rút ra kinh nghiệm từ thất bại 2 tháng trước. Thông qua các buổi họp video phân tích trận đấu, chúng tôi đã sửa đổi, hoàn chỉnh, bổ sung hiểu biết về họ, huấn luyện viên 63 tuổi cho biết thêm. Trở lại trận lượt đi, đáng ngạc nhiên khi tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở bảng B từng dẫn trước Ả Rập Xê Út, thậm chí dẫn bàn suốt 45 phút, chỉ thua bởi tấm thẻ đỏ của Đỗ Duy Mạnh cùng hai quả phạt đền. Ả Rập Xê Út mạnh vượt trội nhưng tuyển Việt Nam cho thấy khả năng chọc thủng lưới, thậm chí có điểm cho đối thủ không phải nhiệm vụ bất khả thi. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh sập hàng thủ Ả Rập Xê Út bằng miếng đánh chớp nhoáng ngay đầu trận trước và có thể áp dụng lối chơi rình rập ở trận lượt về này. Hàng phòng ngự kiên cố cùng những đòn phản công bất ngờ là con đường ngắn nhất dẫn tới mục tiêu có điểm lịch sử của tuyển Việt Nam. Mục tiêu ấy dẫu khó nhưng không phải là không thể. Đội hình dự kiến: Việt Nam, Tấn Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Hồng Duy, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Tiến Linh. Ả Rập Xê Út: An Rubae, An Gannam, An Amri, An Boleahi, Nasser Al Dawsari, An Manki, An Asmari, An Muwallad, An Fazad, An Dasari, An Seri.